Vâng, xin chào anh em. Tiếp tục quay thanh lý cho anh em con đâm ly giải mã của Victor này. Đây là một con đâm ly giải mã 2 kênh anh em nhé. Rất giá trị luôn. Và nó giá trị hơn nữa là con đâm ly này, nó là một con đâm ly giải mã nhưng có cầu chữ U. Thường thì âm ly giải mã nó không có cầu chữ U. Có cầu chữ U dùng để làm gì? Tôi sẽ phân tích cho anh em. Thanh lý giá 4 triệu anh em nha. Victor Z521. Bề ngang nó tầm 43,544. Đây là đang chạy tín hiệu giải mã đấy. Tôi sẽ phân tích tính năng này cho anh em. Bình thường giải mã thì bình thường nó có đường quang và là giải mã. Nhưng những con đơm đi giải mã thường nó sẽ không có cầu chữ U. Cầu chữ U sẽ giá trị ở chức ở cái gì? Khi các bác cắm lọc nhạc, bởi vì tất cả những mẫu lọc nhạc có trên thị trường nó không có đường quang vào, nên khi cắm đường ghép với lọc nhạc thì những mẫu âm ly giải mã không có cầu chữ U, các bác sẽ phải thì lại không dùng được giải mã. Có nghĩa là khi đó các bác sẽ phải cắm tín hiệu analog vào lọc nhạc, rồi tín hiệu analog từ lọc nhạc lại xuất xuống đường analog của âm ly đường vào. Nhưng với mẫu âm ly có chức năng giải mã và có cầu chữ U như thế này thì anh em sẽ cắm lọc nhạc song song với cái âm ly này. Có nghĩa đường ra đường vào của âm ly và vào đường ra đường vào của lọc nhạc. Và khi đó vẫn chạy giải mã độc lập bình thường như này. Đó. Có nghĩa với âm ly giải mã không có cầu chữ U thì anh em ghép lọc nhạc và sẽ không chạy được đường quang. Nói đơn giản là như vậy. Nếu âm ly giải mã có cầu chữ U, anh em cắm lọc nhạc ghép vào vẫn chạy được đường quang. Đó. Cái đó là cái hay của con âm ly này. Mà những âm ly giải mã khác thường nó không có được. Và giá thanh lý là 4 triệu đánh khỏe như voi luôn. Để nghe nhạc hay trong tầm tiền. Số series 021 150W sản xuất tại Nhật Bản. Tôi sẽ chèn một đoạn video cái nội thất bên trong ở cái video mà hôm nọ tôi quay bán 4.500.000 đồng anh em nhé. Vào cái video thanh lý giá 4 triệu. Quay lại mặt tiền đi, số mở nhạc. Rồi sẽ chứng minh cho các bác cái điều khỏe như voi. Đánh A, B cộng B ở đây, hay còn gọi là 1 cộng 2 chỉnh bát chép. Đây là đang chạy tín hiệu giải mã, nó nằm ở khu vực này. Digital đây. Tôi chạy bấm sang bên này, nó sẽ không sáng bên này. Đó. Cân loa, super bass. Tiếng bass nó uy lực lắm. Và vào những cái đôi loa như các bác đã nhìn thấy kia. Ở cửa hàng có mỗi một đôi loa thôi. Nên suốt ngày ghép vào cái đôi loa đấy. Các bác thông cảm nhé. Đôi loa bass 35. Đó, thông tin địa chỉ cửa hàng rõ kìa. Các bác xem chất âm nó ra như thế nào. Bát chép đang để giữa hết đấy. Căng đét luôn, tròn luôn. Con đâm ly này chạy sò than, 4 sò than, nguồn to. Bát chép chưa chạy đâu. Âm của Victor thì nó nổi tiếng từ ngày xưa là nó ngọt rồi. Bên trái có tiếng, bên phải có tiếng. Một đoạn nhạc Việt anh em nhé. Vẫn là nhạc Tây à. Bạn nghe xem nó ngọt không nha. Giá thanh lý 4 triệu đồng cho anh em một mâm ly giải mã. Khỏe. Bình thường những mâm ly không có giải mã, giá này là ok rồi. Nhưng con này lại có giải mã và có cái tính năng cửa hàng vừa phân tích cho anh em đó. Em sẽ yêu anh trọn một đời, yêu như ngày đầu đôi ta chung
Màu đen quay sẽ không đổi nhưng góc cạnh nó đẹp mê ly luôn. Không hề xước sát tí nào. Nước sơn nguyên bản. Em hướng yêu anh trọn một đời. Dẫu cách xa nghìn đêm sương răng trắng. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Sẽ chèn đoạn nội thất khi video quay 4:30 cho anh em vào đây. Nội thất bên trong của sản phẩm âm ly giải mã 2 kênh Victor Z521 và để giá cực tốt 4 triệu đồng. Giải mã đường quang đánh 2 đôi loa AB cộng B. Zin chất bãi luôn, hàng bãi zin tuyệt đối, zin sò, zin nguồn, zin tụ. Đó là những điều cửa hàng có thể cam kết với anh em luôn. Nói vuông, nói nét luôn. 4 con sò than ở đây đó. 2 tụ lọc nguồn đó. Có âm ly giải mã 2 kênh này thì các bác nghe nhạc mạng thì nó sẽ hay, căng, nó không mất đi chất lượng âm thanh. 150W, số series là 021 AB cộng B. Nó đẹp lắm các bác nha. Nếu mà nó không bụi bặm hoặc là nó do màu đen nên quay nó sẽ không nổi thôi. Nước sơn góc cạnh này, nước sơn và góc cạnh nó không có điểm chê đâu. Mới to hơn này. Lên này anh em có thể ghép vang và hát nhẹ nhàng vào những đôi loa nghe nhạc hoặc những đôi loa karaoke bass 20 truyền đại được quang.